Quý vị và các bạn thân mến, trong phiên đêm qua và rạng sáng ngày hôm nay, giá vàng trên thị trường thế giới và trong nước tiếp tục giảm sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ông Jerome Powell cho biết nền kinh tế Mỹ vẫn đang phục hồi, lạm phát không còn là tạm thời, nên đã đến lúc cần có những giải pháp kiềm chế. Sau thông tin này, nhà đầu tư tiếp tục đẩy mạnh bán vàng. Thế còn đến thời điểm chiều tối ngày hôm nay, giá vàng trong nước và thế giới biến động như thế nào? Sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng bước vào bản tin giá vàng mới nhất chiều tối ngày hôm nay được phát sóng trên kênh của chúng tôi. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin tổng hợp trên hai thị trường trong nước và thế giới. Phần tiếp theo của bản tin sẽ là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch chiều tối hôm nay. Phần cuối cùng của bản tin như thường lệ sẽ là một số phân tích trên thị trường vàng thế giới. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu của bản tin này sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới được chúng tôi ghi nhận mới nhất ở thềm chiều tối ngày hôm nay, hiện tại đang quay đầu tăng nhẹ, tăng 5,22 đô la Mỹ và tương ứng phục hồi là 0,29%. Lúc này, giao dịch ở ngưỡng 1.778,75 đô la Mỹ trên một ounce. Chỉ số đồng đô la Mỹ lúc này quay đầu tăng, tăng 0,050 điểm và tương ứng với mức tăng là 0,05%. Và thời điểm này đang đứng ở ngưỡng 95,941 điểm. Bên cạnh đó, đồng tiền điện tử Bitcoin ở thời điểm này quay đầu tăng 231,09 đô la Mỹ trên một Bitcoin và tương ứng với mức tăng là 0,41%. Và thời điểm này giao dịch ở ngưỡng 57.205,21 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm quay đầu tăng nhẹ, tăng 0,028% với tỷ lệ là 1,93% trong hôm nay. Hiện tại đang đứng ở ngưỡng 1,477% trên một năm. Giá dầu thô ở thời điểm này cũng quay đầu hồi phục sau khi đã giảm khá mạnh phiên sáng nay, tăng 0,610 đô la Mỹ trên một thùng, tương ứng mức tăng là 0,91%. Thời điểm chiều tối ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, giá mỗi thùng dầu là 67,551 đô la Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Và cụ thể ở đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất trong phiên giao dịch chiều tối ngày hôm nay để quý vị và các bạn tiện theo dõi và tham khảo thêm. Nhìn vào bảng giá vàng ở thềm này, quý vị và các bạn cũng đã biết, ở thềm này thì giá vàng SJC tại các thành phố lớn đã quay đầu tăng 50.000 đồng trên một lượng so với phiên buổi sáng nha quý vị và các bạn. Cụ thể như sau, đầu tiên là giá vàng SJC tại hai thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 59 triệu 800 nghìn, bán ra 60 triệu 500 nghìn, giảm 200.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Trong phiên sáng nay là giảm 250.000 đồng trên một lượng nha quý vị và các bạn. Với SJC Hà Nội mua vào 59 triệu 800 nghìn, bán ra 60 triệu 520 nghìn, cũng giảm 200.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 59 triệu 600 nghìn, bán ra 60 triệu 400 nghìn, giảm 400.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và 300.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Doji Hà Nội mua vào 59 triệu 700 nghìn, bán ra 60 triệu 300 nghìn, giảm 150.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và giảm 350.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh mua vào 59 triệu 700 nghìn, bán ra 60 triệu 400 nghìn, giảm 200.000 đồng trên một lượng ở chiều mua và 250.000 đồng trên một lượng tại chiều bán. PNG Hà Nội mua vào 59 triệu 810 nghìn, bán ra 60 triệu 450 nghìn, giảm 140.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 59 triệu 800 nghìn, bán ra 60 triệu 400 nghìn, giảm 200.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 59 triệu 800 nghìn, bán ra 60 triệu 350 nghìn, giảm 210.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Vàng Mỹ Hồng mua vào 59 triệu 950 nghìn, bán ra 60 triệu 300 nghìn, giảm 200.000 đồng trên một lượng ở chiều mua và 250.000 đồng trên một lượng tại chiều bán. Tiếp đến là giá vàng ở một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 59 triệu 750 nghìn, bán ra 60 triệu 250 nghìn, giảm 250.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng ACB mua vào 59 triệu 650 nghìn, bán ra 60 triệu 250 nghìn, giảm 350.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 59 triệu 500 nghìn, bán ra 60 triệu 200 nghìn, giảm 450.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và 350.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 59 triệu 700 nghìn, bán ra 60 triệu 300 nghìn, giảm 200.000 đồng trên một lượng ở chiều mua và 250.000 đồng trên một lượng tại chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Ở thời điểm này, giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố cũng quay đầu tăng 50.000 đồng trên một lượng so với phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay.
hiện tại chỉ còn giảm 200.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với SJC Đà Nẵng mua vào 59.800.000, bán ra 60.520.000. SJC Nha Trang mua vào 59.800.000, bán ra 60.520.000. SJC Cà Mau mua vào 59.800.000, bán ra 60.520.000. SJC Bình Phước mua vào 59.780.000, bán ra 60.520.000. SJC Huế mua vào 59.770.000, bán ra 60.530.000. SJC Biên Hòa mua vào 59.800.000, bán ra 60.500.000. SJC Miền Tây mua vào 59.800.000, bán ra 60.500.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 59.800.000, bán ra 60.500.000. SJC Long Xuyên mua vào 59.820.000, bán ra 60.550.000. Tiếp đến là giá vàng bố số 9 và vàng nữ trang SJC. Ở thêm này, giá vàng nhẫn bố số 9 và vàng nữ trang SJC quay đầu giảm trong khoảng từ 83 cho đến 200.000 đồng trên một lượng. Đầu tiên là với nhẫn bố số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 51.450.000, bán ra 52.150.000, giảm 200.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Vàng bố số 9 mua vào 51.150.000, bán ra 51.850.000, giảm 200.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Vàng 24K mua vào 50.237.000, bán ra 51.337.000, giảm 198.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 37.041.000, bán ra 39.041.000, giảm 150.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Vàng 14K mua vào 28.382.000, bán ra 30.382.000, giảm 116.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Vàng 10K mua vào 19.774.000, bán ra 21.774.000, giảm 83.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Quý vị và các bạn thân mến, phần cuối cùng của bản tin này sẽ là một số phân tích trên thị trường vàng thế giới. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, giá vàng giảm gần 40 đô la Mỹ trong phiên giao dịch ngày thứ ba là ngày 30 tháng 11, sau khi mà giới đầu tư chú ý tới những bình luận dường như là cứng rắn hơn về chính sách của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ông Jerome Powell, xóa bỏ toàn bộ nỗ lực từ đợt tăng hơn 1% trước đó nhờ những lo ngại về biến thể Omicron của virus corona. Trong đầu phiên thì giá đã tăng tới 1,3% sau cảnh báo từ giám đốc điều hành của Moderna rằng vaccine COVID-19 có khả năng kém hiệu quả hơn so với biến thể mới. Trong phiên điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết Ngân hàng Trung ương Mỹ có thể sẽ thảo luận về việc đẩy nhanh tiến độ mua trái phiếu quy mô lớn tại cuộc họp tiếp theo. Tại cuộc họp tiếp theo, chúng tôi sẽ thảo luận xem có nên hoàn tất việc thu mua tài sản của mình sớm hơn vài tháng hay không. Chúng tôi đã thấy áp lực lạm phát gia tăng, dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ, dữ liệu chỉ tiêu cũng mạnh mẽ. Ông Powell nói và cho biết thêm nền kinh tế Mỹ đang phát triển mạnh và áp lực lạm phát đang ở mức cao. Ông Powell cũng tuyên bố rằng, tại thời điểm này, tốt nhất nên bỏ thuật ngữ lạm phát là nhất thời và nguy cơ lạm phát dai dẳng sẽ cao hơn. Phát biểu của ông Powell đã giúp cho đồng đô la Mỹ phục hồi nhẹ và ổn định sau đó. Theo ông Adewoye, nhà phân tích thị trường cấp cao tại công ty môi giới ONDA cho biết rằng thị trường có chút ngạc nhiên khi mà ông Powell tiến gần hơn về phe bảo thủ. Fed có thể sẽ thực hiện tăng lãi suất với tốc độ nhanh hơn, ông nói thêm. Vàng được sử dụng như một hàng rào chống lại lạm phát, nhưng việc tăng lãi suất sẽ làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng và do đó khiến vàng kém hấp dẫn hơn. Tuy nhiên thì về mặt dài hạn, vàng sẽ được hỗ trợ bởi những lo ngại về biến thể mới của virus corona, theo ông Moya nói thêm. Phố Wall cũng mất điểm sau khi bình luận của ông Powell gợi ý về việc chuyển sang thắt chặt chính sách tiền tệ nhanh hơn, làm tổn thương tâm lý rủi ro vốn đã áp lực bởi những lo ngại về biến thể Omicron. Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,1% xuống 22,86 đô la Mỹ trên một ounce theo Reuters. Giá bạch kim giảm 2,6% xuống 938,50 đô la Mỹ và giá palladium giảm 3,5% xuống 1.732,50 đô la Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng phiên chiều tối nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo của thị trường vàng trong nước và trên thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như là nhấn vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo nhé.